An tâm sống khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như đã chia sẻ ở nhiều video trước thì người Việt Nam rất may mắn khi sở hữu rất nhiều loại thực phẩm chữa được các loại bệnh. Cải xoong là món ăn quen thuộc hàng ngày, thì nhưng ít ai biết cải xoong có tác dụng phòng ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú ở phụ nữ. Được mệnh danh là thần dược chữa bệnh cho người nghèo, là loại rau phổ biến ở vùng quê Việt Nam. Cải xoong mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe xương, chống nhiễm trùng, cải thiện da và tóc, tốt cho sức khỏe tim mạch và nhiều lợi ích khác. Lợi ích của cải xoong thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể nhận biết để tận dụng. Vậy nên ngày hôm nay, An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ với mọi người những tác dụng cực kỳ hữu hiệu của cải xoong, từ đó giúp cho mọi người có thể tận dụng được loài thần dược này một cách tốt nhất. Hạ huyết áp. Cải xoong có hàm lượng lutein và zeaxanthin rất cao, đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ xuất hiện chứng xơ vữa động mạch hoặc xơ cứng động mạch, từ đó làm giảm khả năng tăng vọt huyết áp. Tương tự như vậy, hàm lượng canxi, magie và kali trong rau cải xoong đã được chứng minh là có tác động nhất định trong việc giảm huyết áp, cũng như cải thiện rối loạn chức năng nội mô và hạn chế tập kết tiểu cầu. Ngăn ngừa ung thư. Các đặc tính chống ung thư của rau lá xanh giúp giảm, thậm chí là ngăn ngừa sự tấn công của ung thư vú. Trong cải xoong chứa chất dindolimethan được chứng minh là có tác dụng phòng ngừa ung thư vú. Nó cũng hoạt động như một lá chắn bảo vệ cho các mô trong quá trình điều trị ung thư. Ngoài ra, các loại rau xanh họ cải còn được biết tới tác dụng làm giảm và thậm chí là ngăn ngừa ung thư ruột kết và phổi. Ăn nhiều rau cải xoong thường xuyên là một phương pháp phòng chống sự tấn công của ung thư phổi, vú và dạ dày. Tiêu thụ cải xoong liên tục trong khoảng thời gian từ 15 năm trở lên giúp ngăn ngừa ung thư đại trực tràng. Tăng cường khả năng miễn dịch. Vitamin C rất quan trọng để bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và nấm. Hàm lượng vitamin C trong cải xoong giúp kích thích và cải thiện hệ thống miễn dịch. Vitamin giải phóng các chất chống oxy hóa sẽ đẩy lùi các gốc tự do và bất kỳ chứng viêm nào trong cơ thể. Việc loại bỏ các gốc tự do giúp tăng cường và củng cố toàn bộ hệ thống miễn dịch. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Hàm lượng lutein chống oxy hóa trong cải xoong giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của các bệnh tim mạch nghiêm trọng như đau tim và các bệnh động mạch vành. Cải xoong giúp giảm mức cholesterol LDL, làm giảm khả năng phát triển của các bệnh liên quan đến tim mạch. Tương tự như vậy, vitamin C trong cải xoong làm giảm thiệt hại gây ra cho mô tim thông qua stress oxy hóa bằng các hoạt động như một chất chống oxy hóa. Nó cũng cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn bằng cách chuyển đổi các tế bào phôi thành tế bào cơ tim. Điều trị bệnh tiểu đường. Acid alpha-lipoic chống oxy hóa trong cải xoong đóng vai trò trung tâm trong việc hạ thấp đường huyết. Kết hợp cải xoong với chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa những thay đổi do stress oxy hóa. Một trong những vai trò quan trọng khác của chất chống oxy hóa là làm tăng độ nhạy insulin. Hàm lượng chất béo, calo, cholesterol và natri thấp trong loại rau này rất tốt cho người mắc bệnh tiểu đường vì các axit amin và hàm lượng chất xơ sẽ giúp dạ dày điều chỉnh nồng độ insulin và glucose trong máu. Ngăn ngừa đột quỵ. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng cải xoong có thể ngăn chặn sự khởi phát của đột quỵ do hàm lượng folate cao. Những người bổ sung cải xoong trong chế độ ăn hàng ngày đã được chứng minh là giảm nguy cơ đột quỵ rất thấp. Hàm lượng carotenoids trong loại rau này cũng có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ. Hỗ trợ giảm cân. Cải xoong không có chất béo và hàm lượng calo rất thấp. Điều này rất có lợi nếu bạn muốn giảm cân vì hàm lượng axit amin cao và chất xơ sẽ làm giảm cân đói của bạn trong thời gian dài. Điều này làm giảm nhu cầu ăn vặt liên tục và đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra tăng cân. Ngăn ngừa thiếu máu. Cải xoong có hàm lượng sắt cao, chịu trách nhiệm cho sự phát triển của huyết sắc tố cần thiết, đóng vai trò chính trong sự trưởng thành của tế bào hồng cầu thành tủy xương. Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong màu xanh của lá cây giúp cải thiện sự hấp thụ sắt và do đó ngăn ngừa bất kỳ dạng thiếu sắt nào. Cải thiện sức khỏe xương. Lượng vitamin K dồi dào trong cải xoong đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn.
thiếu vitamin K có thể làm tăng nguy cơ gãy xương và xương giòn. Bổ sung cải son trong chế độ ăn uống có thể cải thiện sức khỏe xương bằng cách điều chỉnh hàm lượng protein trong xương, giảm mức độ bài tiết canxi qua nước tiểu và cải thiện sự hấp thu canxi. Cải son giúp giảm nguy cơ loãng xương do hàm lượng canxi dồi dào. Tương tự như vậy, hàm lượng folate trong lá xanh cũng giúp cải thiện và duy trì mật độ xương. Cải thiện chức năng tuyến giáp. Cải son rất giàu iốt, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp. Ăn cải son sẽ cung cấp cho cơ thể lượng iốt cần thiết để ngăn ngừa mọi rối loạn liên quan đến tuyến giáp. Ăn sống hoặc luộc cải son có thể giúp cân bằng việc sản xuất không kiểm soát các hormone tuyến giáp và tránh được những bệnh như suy giáp hoặc bướu cổ. Cải thiện chức năng nhận thức. Tiêu thụ vitamin C có thể giúp cải thiện chức năng não của bạn. Nó ngăn chặn bất kỳ hình thức thay đổi hoặc suy giảm nhận thức nào như Alzheimer hoặc lão hóa. Bằng cách sửa chữa các mô não, tiêu thụ cải son thường xuyên có thể giúp hoạt động xây dựng tế bào thần kinh rất quan trọng đối với sức khỏe não bộ của bạn. Hàm lượng folate trong cải son cũng có lợi như nhau trong việc ngăn ngừa sự suy giảm nhận thức gây ra do lão hóa. Cải thiện thị lực. Vitamin C đóng vai trò hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ phát triển đục thủy tinh thể. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong cải son cũng có vai trò quan trọng trong việc cải thiện thị lực, ngăn ngừa sự tấn công của các vấn đề thị giác hoặc rối loạn hóa điểm vàng. Quản lý chức năng túi mật. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng cải son có khả năng làm giảm sự hình thành sỏi mật. Hàm lượng nước cao giúp loại bỏ những độc tố và loại bỏ bất kỳ vật cản nào trên con đường hoạt động của túi mật. Ngăn ngừa ho, cảm lạnh. Cải son được biết là có đặc tính kháng virus và kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa và chữa ho, cảm lạnh. Các glycoside lưu huỳnh có trong cải son giúp chữa ho, thậm chí là viêm phế quản lâu dài. Hàm lượng vitamin C trong cải son thoát khỏi cảm lạnh, vì nó không chỉ tăng khả năng miễn dịch của bạn mà còn có khả năng giúp thoát khỏi nhiễm trùng đường hô hấp. Tăng cường sức khỏe răng miệng. Cải son là nguồn canxi tuyệt vời, tiêu thụ thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe răng miệng cũng như chữa chảy máu lợi. Chống trầm cảm. Hàm lượng folate thấp trong cơ thể có liên quan đến sự khởi phát của trầm cảm. Bằng cách tương tác với các chất dẫn truyền thần kinh, con đường của hệ thống thần kinh trung ương, folate tác động đến việc sản xuất các chất hóa học thần kinh serotonin. Kết hợp cải son và chế độ ăn uống hàng ngày được biết là có tác động tích cực đến những trường hợp bị trầm cảm. Hỗ trợ điều trị hen suyễn. Trẻ em bị hen suyễn nên tiêu thụ cải son hàng ngày hoặc theo lời khuyên của bác sĩ đã được chứng minh là làm giảm những triệu chứng bệnh hen suyễn. Tăng khả năng mang thai. Cải son đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của phôi. Hàm lượng folate trong rau họ cải đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân chia tế bào trong thai kỳ. Hỗ trợ điều trị tiêu chảy. Cải son sẽ giúp giảm tiêu chảy, cải thiện tiêu hóa, những hoạt động trao đổi chất và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột nhờ có chứa hàm lượng chất xơ cao. Chữa nhiễm trùng. Các đặc tính kháng sinh của cải son rất hữu ích trong việc chữa nhiễm trùng. Việc tiêu thụ cải son thường xuyên giúp cơ thể chống lại các nấm và vi khuẩn khác nhau, đặc biệt là các loại trong ruột kết. Mới đây, các nhà nghiên cứu vừa tiết lộ rằng căng thẳng và lối sống của các quý ông hiện đại chính là nguyên nhân khiến cho các tế bào tinh trùng giảm đi phần nửa ở nam giới trong 40 năm trở lại đây. Nếu xu hướng này tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, thì con người có thể đối mặt với nguy cơ thảm họa về giống nòi trong tương lai. Bên cạnh các biện pháp thay đổi thói quen sinh hoạt hay áp dụng lối sống lành mạnh, các nhà khoa học cũng chỉ ra một vị thuốc dễ kiếm mà rẻ tiền giúp cải thiện mức độ căng thẳng ở nam giới, đó chính là rau cải son. Điều thú vị ở loại rau này là có nhiều ở Việt Nam. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng salad rau cải son có tác dụng làm giảm phản xạ của cơ thể với áp lực và căng thẳng, do đó giúp duy trì số lượng tinh trùng ở nam giới. Mặt khác, các nhà nghiên cứu cũng cho rằng chế độ ăn uống và bệnh béo phì được xem là yếu tố quan trọng góp phần làm giảm lượng tinh trùng. Ăn nhiều cải son có thể cải thiện được tình trạng này. Tiến sĩ Mark Fogarty, giảng viên thể dục thể thao tại trường đại học Hearn, Anh Quốc cho rằng ăn rau cải son là biện pháp hoàn hảo để tăng lượng tinh trùng. Ông cho biết căng thẳng gây ra do nhiều nguyên nhân cũng tương tự như các loại căng thẳng mà cơ thể tiếp xúc với môi trường ô nhiễm,
khói thuốc lá và thậm chí là ánh sáng mặt trời. Thêm cải xoăn vào chế độ ăn hàng ngày là yếu tố cực kỳ quan trọng vì chúng tôi nhận thấy loại rau này có thể giảm phản xạ của cơ thể đối với căng thẳng. Do vậy, cải xoăn là vị thuốc cứu cánh giúp cơ thể đối phó với những căng thẳng hàng ngày. Có rất nhiều hợp chất kỳ diệu và tuyệt vời được tìm thấy trong loại rau này mà chúng tôi chỉ mới khám phá được một phần tác dụng của nó đối với hiệu suất tổng thể của sức khỏe con người. Cải xoăn cũng chứa nguồn vitamin C và E dồi dào. Hai chất này có khả năng tăng cường số lượng tinh trùng. Nhiều nghiên cứu tổng hợp trong 10 năm qua đã chứng minh rằng bổ sung vitamin giúp tăng cường chất lượng tinh trùng. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng cho biết cải xoăn có tác dụng chống lại những tổn thương DNA có nguy cơ dẫn đến ung thư tinh hoàn. Một nghiên cứu năm 2007 của Đại học Ulster cho thấy ăn một khẩu phần 85g cải xoăn hàng ngày có thể làm giảm tổn thương DNA bạch cầu đến 22,9%. Ngoài rau cải xoăn, còn có rất nhiều loại rau củ được coi là thần dược chữa bách bệnh của nhà nghèo, có thể bạn chưa biết. An Tâm Sống Khỏe sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những loại thần dược có sẵn, dễ tìm để mọi người có thể tận dụng, sử dụng như sau. Rau hẹ. Theo Trung Y, cây rau hẹ có tác dụng ôn thận tráng dương, làm ấm thận, tăng sinh lực và thanh lọc giải độc. Y học hiện đại cũng đã chứng minh loại rau này không chỉ sở hữu hàm lượng canxi, phốt pho, sắt, đường, protein, vitamin A và C mà còn rất giàu caroten và chất xơ. Một trong những công dụng nổi bật phải kể đến của rau hẹ là khả năng chống ung thư vô cùng hiệu quả. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng loại rau nặng mùi này có tác dụng như chất bảo vệ tế bào rất hiệu quả và chức năng chống oxy hóa gốc tự do, giúp giảm nhẹ hoặc tránh gây tổn thương chức năng giữa màng tế bào và gen. Tỏi. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra rằng chỉ cần ăn tỏi 2 lần trên tuần cũng có tác dụng giảm nguy cơ mắc ung thư phổi, thậm chí với cả những người đang hút thuốc. Nhiều nghiên cứu khác về sức khỏe cũng khẳng định, tỏi có khả năng chống ung thư nhờ tinh dầu trong loại củ này dễ bay hơi và tan trong chất béo, có thể kích hoạt các đại thực bào, cải thiện khả năng chống ung thư của cơ thể. Bên cạnh đó, tỏi còn chứa hợp chất lưu huỳnh và khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, loại củ này còn có khả năng phá hủy những gốc tự do là nguyên nhân gây ra ung thư và nhiều căn bệnh khác. Lưu ý, tỏi tuy tốt nhưng có tính cay nóng đặc trưng, không thích hợp với những người mắc bệnh về mắt, người bị nóng trong, hư tỳ, đi tả hoặc các đối tượng có tiền sử mắc bệnh gan. Gừng. Theo Đông y, gừng có vị cay tính ấm. Khi ngấm vào tỳ vị, phế sẽ khiến cho cơ thể xuất mồ hôi, an vị, bổ phế, khỏi ho. Ngoài ra, vị thuốc này còn giải độc công hiệu, có thể trị phong hàn, cảm mạo, trị những loại bệnh về dạ dày, chữa nôn mửa, đi tả, giải độc từ hải sản. Gừng cũng rất giàu vitamin C, magie và những loại khoáng chất khác giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Bạn cũng có thể dùng gừng tươi, gừng khô ở dạng lát hoặc dạng bột, thậm chí là tinh dầu hoặc nước ép. Có nhiều nghiên cứu cho rằng nếu chúng ta ăn gừng mỗi ngày, cả năm sẽ không phải gặp bác sĩ. Dưới đây là những lợi ích khi bạn tiêu thụ gừng thường xuyên. Loại thảo dược này giảm nguy cơ viêm nhiễm ở ruột và ruột kết, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột kết. Đây được xem là lợi ích hàng đầu của việc dùng gừng. Gừng chứa gingerol, một thành phần hoạt chất có tác dụng chống viêm tế bào và giảm đau tự nhiên. Một nghiên cứu được thực hiện trên các bệnh nhân bị đau khớp và cơ bắp phát hiện ra rằng việc tiêu thụ gừng kháng viêm giảm đau cơ bắp sưng nhanh chóng. Gừng cũng giúp giảm những triệu chứng buồn nôn do ốm nghén thai kỳ tới 75%. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, thai phụ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nếu bạn đang mắc bệnh về đường hô hấp như ho, khó thở, viêm họng, hãy cắt mấy lát gừng cho vào một cốc nước vừa sôi. Bạn có thể thêm một chút mật ong và một lát chanh. Hỗn hợp gừng mật ong có tác dụng giảm đờm, trị đau họng. Nếu thấy bụng khó chịu, hãy đun sôi mấy lát gừng trong vòng vài phút, tiếp đó cho thêm mật ong vào. Uống mỗi ngày sẽ giúp cho hệ tiêu hóa êm hơn. Gừng chứa chrome, magie và kẽm có thể cải thiện lưu thông máu, cũng như ngăn chặn những cơn ớn lạnh, sốt và đổ mồ hôi quá mức. Gừng cải thiện lưu lượng máu bằng cách mở rộng các mạch máu. Nó cũng hoạt động như một chất chống đông máu, ngăn ngừa các tiểu kết cầu dính lại và giúp
ngăn ngừa những cơn đau tim. Cải xoong sinh sôi và phát triển rộng ở những khu vực ao tù nước đọng, nơi có nhiều chất thải động vật, là môi trường, ổ chứa của một số loài động vật ký sinh trùng như sán lá gan, vắt, đỉa. Nếu ăn rau cải xoong sống hoặc tái, nguy cơ nhiễm sán là rất cao. Khi rửa rau, quý vị và các bạn cần chú ý rửa kỹ, rửa sạch, ăn chín uống sôi, chỉ nên ăn sống rau cải xoong khi biết rõ nguồn gốc và tránh mầm bệnh. Ngoài ra, cũng không nên ăn quá 100g một lần trong thời gian dài để tránh đau bụng, bàng quang khó chịu hoặc tổn thương tới thận. Phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu không nên ăn quá nhiều rau cải xoong vì nó có thể gây sảy thai. Mong rằng với những chia sẻ này, mọi người sẽ có thể tận dụng loại rau thần dược này thật tốt.